rộng rãi thoải mái luôn ha. Đời cao thì anh chị yên tâm, đồ nghề bọng sàn không chê vào đâu được. Xe dòng này thì sử dụng là 4 bông đúc và 4 thắng đĩa ABS. Nó là một cái dòng xe quốc dân, máy móc rất là bền. Mua xe này 2 năm nữa anh chị mới phải đi đăng kiểm lại. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, màu trắng. Về có thể là vừa chạy gia đình, ai kêu có thể là mình kiếm thêm, có đồng ra đồng vô ha. Hello anh chị nha, chào mừng anh chị đến với ô tô Pháp Anh. Hôm nay em anh chị thấy không, đợt này về rất là nhiều xe, toàn là những cái xe mà phải nói là rất là chất lượng luôn. Anh chị nhìn không, đẹp không? Những chiếc xe này mà anh chị mà lấy về ha, đi gia đình hoặc là chạy cô dâu dịch vụ đám cưới thì khỏi phải bàn luôn. Nhìn nè, khá là nhiều luôn. Anh chị có đến số là 900 quốc lộ 1 ha, phường Tân Tạo, quận Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh chị sẽ được trải nghiệm tất cả các dòng xe ở đây. Ví dụ như nhà mình có nhu cầu mà đông người thì mình có thể là lấy những cái dòng xe 7 chỗ ngồi cho nó rộng rãi để đi ha, và kèm theo đó là chạy dịch vụ kiếm thêm. Còn mà anh chị mà ít người, nhà ví dụ hai vợ chồng, hai người con thì có thể là chọn những mẫu xe như thế này. Như chiếc này là Vios, Vios ra ha. Vios này thì được cái anh chị biết sao, nó là một cái dòng xe quốc dân. Thứ hai là nó máy móc rất là bền. Và thứ ba là dòng này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, màu trắng. Về có thể là vừa chạy gia đình, vừa ai kêu có thể là mình kiếm thêm, để chủ yếu làm gì anh chị? Để nuôi cái xe và có đồng ra đồng vô ha. Chứ giờ mà mua xe về mà cứ để không ở nhà thì nó cũng uổng. Cho nên là cứ phải bào, phải cày, phải bừa. Cứ chạy thoải mái xong mai mốt khoảng 5-7 năm hoặc là 2-3 năm mà cảm thấy là thích, có thể là nâng đời, thì cứ chạy lên em, bên em sẽ trao đổi ha, thu lại và coi như là đổi xe mới cho anh chị. Xe này đời rất là cao, đời 2020 và máy thì máy 1.5. Cho nên là cái dòng này là chỉ có khoảng là 5 đến 6 lít xăng trên 100 cây thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Và giá thì bên em đang bán là 385 triệu là anh chị sẽ sở hữu một chiếc xe Toyota Vios form anh chị ha, form này form mới ha. Biển số thì 86A, bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Thì anh chị về chỉ có nhập những cái dòng xe này thì mất phí khoảng chừng là 7 đến 8 triệu là ra tên chính chủ. Còn cái đăng kiểm của chiếc xe này thì phải nói với anh chị là cực kỳ dài. Đến tháng 5 năm 25. Tháng 5 năm 25 là cả 2 năm nữa. Đó, mua xe này 2 năm nữa anh chị mới phải đi đăng kiểm lại. Rồi, bây giờ mời anh chị đi sơ một vòng ha. Nó là sử dụng là một nước sơn màu trắng. Xe dòng này thì sử dụng là 4 bông đúc và 4 thắng đĩa ABS. Đó, 4 thắng đĩa ABS ha. Nước sơn bên ngoài. Trời mưa thì nhìn nó hơi bận bận thôi, chứ mà anh chị lấy là bên em sẽ là tẩy rửa. Thứ hai là coi như là kiểm tra ha. Đó, tẩy rửa hết tất cả luôn, kiểm tra rồi giao cho anh chị và thay nhớt mới cho anh chị luôn. Dòng sedan thì được có cái anh chị biết là cái cốp nó rộng rãi. Khi mà mình đi chơi á, đi du lịch ha, thì nó sẽ là để đồ rất là nhiều. Và chạy thì nó sẽ đầm ha. Này, dòng rộng rãi thoải mái luôn ha. Đời cao thì anh chị yên tâm. Đồ nghề bọng sàn. Nói chung là những chiếc xe mà như thế này thì gầm bệ thì không chê vào đâu được. Còn cốp thì rộng rãi. Và keo chỉ tất nhiên là những dòng xe mà đời cao ha. Và những cái xe mà như thế này thì phải là keo chỉ là nguyên zin. Đó, nguyên zin đầy đủ hết ha. Này, và kể cả trên những cái mép trên này vậy ha. Anh chị lên xem xe ha, và có thể là chạy thử nè, test xe thoải mái và nâng gầm cho anh chị xem. Còn về gầm bệ thì bên em sẽ bảo dưỡng hết hoàn toàn. Đây. Đây, mời anh chị giờ mình sẽ vô bên trong. Đây. Bên trong là thiết kế nội thất là màu đen nha anh chị nha. Dòng này thì trang bị là hộp số sàn thôi, có màn hình, có cam gia rất là đầy đủ rồi. Bây giờ anh sẽ cho anh chị xem cái chi tiết nè. Đó một lần ha. Đời 2020. Mọi chi tiết còn khá là mới luôn. Nội thất tông màu đen. Này, những cái phần tắp bi như vậy. Rồi, bây giờ em sẽ vô bên trong ha. Em sẽ đề máy lên cho anh chị cùng xem. Cho anh chị xem cái ô tô 76.000. Chạy mới có 76.000 ha. Này, và những cái chi tiết nhất là nhìn làm sao cái xe mà nó chất lượng hay không là mình nhìn vào cái bô lăng. Tại cái bô lăng này nó là sử dụng ha, nếu mà đi nhiều á là nó sẽ mòn hết ha. Cho nên là cái nhìn cái bô lăng và những cái phím bấm này là nó không có dấu mòn.
là biết là xe thì ít, với lại thứ hai là những cái phím chức năng đó nguyên hết ha, có màn hình, có cam gia, có cam hành trình, đầy đủ hết rồi. Xe này dòng này là trang bị là hai túi khí nha anh chị nha, hai túi khí, máy nổ cực kỳ êm luôn, như bên dưới này vậy nè, mọi chi tiết bên dưới ha. Đây nhất là mấy cái quả này đời 2020 thì anh chị biết rồi, máy này ốc này chưa tháo. Mất tiêu hao nhiên liệu ha, rất là ít. Này phần cốc bì này. Có cái vợ của cái xe này là anh chủ trước ha, chủ trước anh lên cái này mà không ngờ anh lên luôn cả cái trần luôn đó. Rất là nhiều anh chị sẽ là không thích, không thích ha, vẫn là khoái là cái trần riêng hơn, nhưng mà anh này á, lại là coi như là lên hết trần luôn đó, lên trần 5D hết. Mọi người có sử dụng xe thì mọi người sẽ có một cái sở thích riêng khác nhau. Còn về vỏ xe thì nói chung là bốn cái ha, nó còn đều là được hết, khoảng chừng 80% hết. Như mấy keo chị này bên này vậy nè, là nguyên hết. Xe thì nước sơn zin thì còn nhiều nha anh chị. Anh chị xem hết luôn ha. Keo chị là đủ hết. Và cái bên này các bạn, mấy ốc này là không có dấu tháo hết ha. Cái tay kia là cũng là còn rất là mới. Đây, bây giờ em sẽ mở cái phần động cơ ra để cho anh chị mình cùng xem cái động cơ ha. Mình xem luôn cái phần động cơ. Đó, anh chị nào mà muốn cần một cái xe vừa đi gia đình mà vừa chạy dịch vụ kiếm thêm á, thì có thể là chọn. Như sáng nay có anh khách kia không vậy? Mua chiếc xe về đi gia đình và coi như là ai kêu đâu mình chạy thêm. Đó, anh đã chọn một chiếc xe Hyundai Grand i10. Xe đó thì nói chung là nước sơn màu đỏ thì rất là đẹp. Và dòng đó thì nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, và thứ hai là máy móc cũng rất là bền ha. Bây giờ là giao xe cho anh luôn. Còn như cái chiếc này thì anh chị yên tâm về phần máy. Phần máy là nguyên zin, máy trắng là nguyên zin, và đầu đít tất cả luôn đều là nguyên hết, nguyên bản hết. Đó, và máy anh chị thấy không, nghe máy nổ rất là êm. Nói chung là, và những cái dòng mà mới như thế này thì máy móc anh chị đi ha, nếu mà thay nhớt thì cứ 4.000 cây số anh chị thay nhớt một lần, anh chị chạy bảo đảm anh chị chạy không biết ngày nào nó bị hư, rất là khó hư. Quan trọng là nước, đặc biệt của những cái xe hơi á, là thứ nhất là nhớt nè, lâu lâu á, là mình kiểm tra ha, thăm nhớt. Và cái đặc biệt của cái xe nữa là thứ hai là nước, cái nước này rất là quan trọng. Cho nên mỗi khi mà anh chị đi xa ha, lâu lâu mà đi du lịch đi xa, buổi sáng anh chị mở ra anh chị xem, nếu nó còn nước là ok, mà nó mà hụt nước ha thì mình nên xem lại là két nước, và thứ hai là phải châm nước vô thì mới chạy được ha, chứ không sẽ là hư máy luôn. Cho nên là chạy xe quan trọng là mình phải biết cách chăm sóc. Còn anh chị mua bên em ha, nếu mà chưa biết xài, xài xe chưa quen, chưa rành về cách bảo dưỡng xe thì anh chị cứ gọi lên cho bên em, bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật ha, chỉ cho anh chị cách chăm sóc xe như thế nào là cho nó đúng và chạy cho nó bền ha. Như keo chị của cabo này là nguyên hết ha anh chị ha. Rồi có cái là dòng xe đời thì cao 2020 mà đăng kiểm bây giờ hiện tại là 2 năm. Cái thứ hai là coi như là giá tiền thì nó vừa phải, và cái form dáng của chiếc xe này nó lại là đẹp nữa. Cho nên là một cái dòng xe Vios này thì được rất là nhiều anh chị lựa chọn để về đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ kiếm thêm ha. Đó, anh chị nào mà đang cần và đang muốn tìm hiểu những chiếc xe như thế này thì hãy tới số 900 quốc lộ 1 ha, để được trải nghiệm cái dòng xe này. Và thứ ba là coi như là có thể là mua về để đi gia đình ha. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Anh chị nào cần xe thì hãy nhấc máy alo liền cho em. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.